sóng gió đã nổi lên. Tati, Nguyễn Đức Huy, anh ấy không ai ngăn cản. Đúng rồi, anh đang thắng 1-0. Thế á? Nói chung là anh thì sợ mấy ông thủ hay thôi, chứ anh không sợ mấy ông công hay. Nếu mà thi nhau công thì anh lại không sợ lắm. Nó lại hay quá. Chạy như điên ấy. Anh ấy đã cứ đồ bóng. Thì nó xứng icon 5 chứ mấy. Live Facebook nick chính mà. Live Facebook chính mà. Ui, kèm theo là Tú Chelsea Cutter luôn mà. Cắt rồi. Chuẩn đổi nghề rồi. Ngày hôm nay phải nạp 2 lon bia để có giọng ấy. Xin một bàn. Tôi biết mấy skin đâu mà. Một là đội đại đa. Ui rồi mẹ ơi. Sủi ôi. Chơi gần nhà.